Bắt drama năm ngoái với lùm xùm mang thai hộ chưa đủ, Trịnh Sảng tiếp tục làm dậy sóng 2023 với các cáo buộc ngược đãi con nhỏ. Mới đây, Trương Hằng đã mở họp báo tố cáo Trịnh Sảng có hành vi ngược đãi chính con đẻ của mình. Theo như đoạn video mà phía Trương Hằng cung cấp, thì hai đứa trẻ liên tục kêu khóc khi nghe bố nói tới ở với mẹ. Chúng không chịu đi và luôn nói sợ mẹ. Ngoài ra, Trương Hằng còn tung hình ảnh vết thương dài 6cm, phải khâu 5 mũi ở ngón tay của con gái và vết loét miệng của con trai, cho rằng những vết thương này có trong thời gian các con ở chung với mẹ. Ngoài ra, một số thông tin cho rằng Trương Hằng đã báo cáo sự việc này từ hồi tháng 6, nhưng tòa án và bệnh viện đều cho rằng đó không phải là bạo hành. Lần này, Trương Hằng tiếp tục đăng thông tin lên mạng để gây sức ép lên phía Trịnh Sảng. Phiên tòa giành quyền nuôi con giữa Trương Hằng và Trịnh Sảng có thể sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 1 tới đây. Trước đây, Trương Hằng được giao quyền giám hộ độc lập đối với các con, Trịnh Sảng chỉ có quyền thăm nuôi. Sau vụ việc này, nhiều người đồn đoán rằng có thể Trịnh Sảng sẽ mất đi quyền thăm nuôi, thậm chí là phải ngồi tù. Hiện tại, phía Trịnh Sảng vẫn chưa có phản hồi gì thêm.